Đó, ở đây cái thận đây, thận nó giống vậy, mỗi cô kém và bên trong là xoang thận đấy cô dày. À, và mình sẽ đi vì cái đầu giò không chiếm hết thì mình đi lên trên tới cực trên à, dưới cơ hoành này, và mình kéo xuống dưới để thấy cực dưới ra à. Và khi mỗi lần hình mình nhìn thấy mình cũng cố gắng để tạo cái điều kiện tốt nhất để mình nhìn rõ hơn, được chưa? Nó ví dụ qua bên này cũng vậy, nó xuống dần đây đó, cũng vậy, khi mình thấy được hình rồi thì mình lại bẻ tiếp à, như vậy bọn mình sẽ không bỏ sót tổn thương đó. Bây giờ cái thận nó rõ rồi à, dần ra ngoài cái thận rõ, cũng vậy mình phải cắt như vậy thì mình có thể phân biệt được à, cần lên trên thì mình đưa lên trên để mình coi cái cực trên cực cả. Ở đây mình thấy được cái tính mạch chủ trở lại này, từ đây mình thấy được cái tính mạch chủ bên này là nó trên, thấy chưa à, thật. Còn cái phần dưới này là phần dưới này phần cơ xoang, cẩn thận đừng nhầm à, học lại về giữa này là cái cột sống trở lại, như vậy là đây cơ xoang, cái thận nó nằm trên cơ xoang, cơ thắt lưng chậu á, đó 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 à. Còn cái phần ở đây, chú ý ở đây là gì? Cái cổ ở đây bao giờ mà khi mình thăm khám thì có những cấu trúc như thế này là của cái đại tràng góc gan. À, đại tràng nó nằm trước ở thận và nó nằm ngay dưới gan. À, là đại tràng góc gan đây. Đó, mình thấy gan này. Cái đại tràng này đây này, thấy không? Góc gan này. Cái hơi trong đại tràng đến đây. Đây là thận, vậy nó nằm trước và nằm ở dưới gan. Góc đây càng lên. Đúng rồi, góc đại tràng lên. À, thì nuôi như vậy tại vì sau này mình có khám đường tiêu hóa mình phải dò theo đấy đại tràng này à, đại tràng. Cũng như nếu khám ruột thừa là mình phải dò đại tràng để mình khám ừ. Cũng như là ở ruột thừa thì mình phải coi cái manh tràng đâu à, đây là cơ xoát này, cái thắt lưng chậu mình thấy này à, khi khám phần ở đây thì mình cho nó lớn lên để mình nhìn nó rõ hơn đó. Đây nguyên một cái phần, đây cái cơ đây cũng một gân ở giữa, hôm rồi học về gân cơ được không, cái thớ cơ này à, cái cơ này những dải cô dày cô kém xen lẫn, đây một cái gân trung tâm rất là dày và các cơ nó bám theo hình như hình lông ngỗng nó bám ra à, ở đây là bờ trên, đây là phía trước là thành bụng trước, mình biết cái này là thành sau tại vì đây là bờ của cơ thắt lưng chậu, vậy mình đè đây từ phần trên là phần bụng, chỗ này là góc hai phần này phần góc bụng à, à, ở đây là cái góc sâu nhất à, mình sẽ đi lên trên mình sẽ thấy cái phần đây mình nhìn thấy đó là của cái manh tràng. À, đây góc này thấy không đó, đó cái phần đây cái cô dày đây, cô dày đây, cái hơi của manh tràng đây là đại tràng lên đây, phần thấp nhất là manh tràng vừa ừ. Chắc là uống nước nhiều lắm hả, vừa uống nước nhiều lắm hả ừ, rất đó, tại sao bây giờ mình thấy cái ruột đây có nước ok, mà nước nó tới đây là vùng hồi tràng như vậy thì chắc là trước 1-2 tiếng anh uống nước nhiều nó mới chảy nó tới đây. À, nhưng mà cũng trường hợp bệnh nhân không uống nước cả đêm, bệnh nhân đau bụng hay bạn thấy toàn hơi như thế này, đồng thời tăng ruột mấy cái nhiễm trùng tiêu hóa nè, bệnh nhân trước khi nó vào đại tràng mới đi tiêu chảy thì cái ruột nó bị trước là đau bụng vào thấy ruột nước nó cả bò đẩy trong nước lại có những bọt khí nhiều, những cái nhiều khi đau cái đó mới đỡ, cái này cái nhiễm trùng độc thức ăn thôi, không phải là cấp cứu gì, nếu nó cái nhanh thì đến nhiều việc, nếu mà về tiêu hóa thì phải dạy viêm phần tiêu hóa, còn phần eco dày đây là cái khung chậu à, cái phần này là cái đây, cái phần này cái xương chậu, cơ thắt lưng chậu nằm trên cái cánh chậu, trên cái đường dày đây là được cánh chậu à, còn phần cái gai dày đây cái gai ngang của cái đốt sống cuối, đây là cái cánh chậu đây, nó như cánh chậu đây, phần dưới này là không phải hình sai à, phần này nó không phải à, tại từ đây trở lên thôi, dưới này không có giá trị gì nữa, cái xương chậu rồi mình nhìn hết thành bụng rồi à, phía sau đó nó hơi bị hình ảnh ảo đó, cơ đây vào đây mình thấy vào động mạch chậu đây, đây động mạch chậu, mạch chậu đây đó, động mạch chậu tiếp mạch chậu, và cái ra da phía trước đây là của động mạch chậu ngoài, cái đi xuống là động mạch chậu trong, từng bên một xem có động mạch chậu ngoài trong đây, đây là cái phần, chú ý cái phần manh tràng đấy, manh tràng phần ruột, manh tràng ruột này, ở ruột nó có nhu động đó, thấy nó thấy không, thấy nó chuyển động mà
đó, đó chuyển động co bóp. Rồi cho xuống sâu tí nhá. Rồi làm bằng quang tiền là tuyến cho xuống, xuống chút xíu, chịu khó nới làm tí xíu vậy. Rồi làm cho tờ làm tới luôn. Rồi nhây. Đây 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 bất bản hơi ruột ha, đến đây có bằng qua mà qua nước ít nước tiểu quá, nước tiểu uống nhiều, nước tiểu nhiều uống nhiều mà nhiều được ha. À, đây là cái đây tiền tuyến, tuyến à bự không không nói ha. Tại sao? Tại vì cái màn hình mình đang để 12, bự không là phải kích thước chứ không thể nhìn bằng mắt chứ. Tại mình đang 12 thì nó phóng đại rồi mình phải đo. À, mình đo như vậy. Đo từ bắt đầu từ đầu đầu gì đi nha. À thế đo như thế này. Dạ. Rồi, mình sẽ đo bằng cách là bây giờ trên đường ngang ha. Trên đường ngang mình lấy cái mình coi cái thước, kích thước lớn đủ cân đối nào ha. Trên đường ngang này. À, để cho nó chi tiết ha. Dạ. À, và cái trên đường dọc. Trên dọc ha, cắt dọc ha. Dạ. Nó dọc mình lách qua lách lại xem ha. Nếu hai phần trên này là của trên địa, phía sau trên của cái tiền lệ tuyến nó là túi tinh, chừa túi tinh ra. À, đây mình cắt thường thông thường hình đẹp nó thành một cái hình tam giác, mình sẽ đo nó ở đây không có đang để sản này, mình bật chế độ lên thôi. Zero. Ok. Zero. Rồi mình sẽ đo thể tích ha, thể tích ha. Rồi đó volume thử x nó sẽ cho mình đo. Mình sẽ đo ba đường kính. Nó tự động nó sẽ nhảy. Đó, 16 dưới 20. Là dưới 20 là bình thường. Đó, đó thì khi mình đo. Đó, ở đây thì vậy. Hay, ở đây thì mình chú ý là mình quét qua, nhớ rằng đi vậy cũng phải đi từ từ bên này qua bên kia. Từ này qua, tại vì nhiều khi u hay là sỏi nó sẽ nằm ở một bên, mình cắt này không, mình tưởng là xong rồi, không phải, mình khám thì cũng vậy, là khám từ ngoài từ này qua bên này hết rồi khám ở trên này cũng vậy, đi từ sâu xuống dưới rồi đi quay lên hết. Đây những cái quay hơi ruột rồi xong, còn thắc mắc gì không? Thiếu này. Thiếu gì? Thiếu cục cứng từ cục nữa. Rồi, xong rồi biên lại. Anh em làm một tài, làm lần biên. Cái vang monoxin nó nằm giữa gan và thận với thận. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi 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 rồi. Sao mình thận được rồi. Rồi 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 rồi. Rồi, nó thấy rồi đấy. Rồi, vừa rồi cũng nói tới đó phải không? Đây, mình chỉ cần cắt ở ranh giới giữa gan và thận. Là đó là khoang monoxin. Mình sẽ đi hết cho đó. Mình quay lên nào. Đây 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 là đây, nó nằm một cái khoang ảo đây là cái ranh giới từ dịch chất tụ ở đây, nó tụ ở đây thì mình cũng sẽ phải đi là gì, từ ở trong này không có thận này, thấy không rồi mình đi đây là đó, cái ranh giới giữa gan và thận này đó. Từ đây này, thấy không? Đó, đi đây không có, bắt đầu đến đây là cái ranh giữa gan thận này. Đó thì nó nằm kẹp giữa gan và thận là cái khoang Morrison, đơn dịch hay tụ ra ở cái đường này, nó sẽ tụ ở trên đường này đấy, nó tách cái này ra. Đó, mình cứ để đây là đây khoang Morrison đây. Bất cứ đường hướng nào mình nhìn vào cũng được, mình nhìn từ hướng trên này xuống cũng được, mình nhìn từ hướng dưới này đi lên cũng được. Miễn là nó là cái khu vực gan với thận nó tiếp xúc với nhau. Tại khi mình làm mình cố gắng cái phần trên này tránh cái xương sườn ra. Thôi hướng dẫn tim là cái chỗ manh tra, chỗ gặp manh tra.
gấp manh tràng phải không? Thì em để ở đây á, em sẽ đi vào cái vùng vùng tận cùng của bụng trước này. Cái chỗ đó. À, đây em thấy là thở đi. Chút thưa hay. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ đi lên dần. Đấy, đây manh tràng đây rồi. Đấy, đến đây dưới cái này phần tận cùng thành bụng đây với cơ soát không có gì. Em đẩy lên trên em sẽ đụng đây manh tràng rồi. Thậm chí em khám đây không thấy em lên tuốt đây nhiều khi cái manh tràng có những cái manh tràng cao nằm tuốt trên này. À, thì tùy theo cái mình phải đi ở dưới này em biết ở vị trí bình thường nằm đây. Đó thì cái hơi cái đầu tiên ở dưới này cái đáy của manh tràng. Có xác định không? Bình thường mình thấy được chưa? À có. Thấy được, có thể thấy được. Nhưng mà phải lấy đồ dò 5 chấm. Lấy đồ dò này kia mình tìm nhưng mình tìm mày không được. Với người mỏng ha. Với mỏng chút thì tìm thấy được. Khả năng thấy được 80-90% ha. Nếu đồ dò máy tốt nhưng máy kia chút xíu lấy máy kia tìm vừa thừa để anh em thấy. Cứ thừa bình thường cái nào mà mỏng thì tìm mày cả. Tại cái đó phải cơ sở là hay gặp. À. Vừa thừa nó dễ và nó khó. Những cái đầu những cái giai đoạn sớm chưa phản ứng á, nhiều khi mình tìm vừa thừa đã khó. Còn những giai đoạn trễ thì nó lại nhiều dấu hiệu khác mà chồng lại chồng lớp với nhau. Cái dấu hiệu đẹp nhất là nó vừa mưng mủ xung quanh phản ứng mà rùa thừa nằm đông thì rất là dễ. Cho nên cái rùa thừa có từ cái rất khó tới cái rất là dễ. Có cái nó nằm ngay ở dưới đằng sau của manh tràng, nằm dưới thành cơ rất khó kiếm. Đó. Có cái rất khó kiếm phải có kinh nghiệm phải khám kỹ. Đó, phải biết tại vì nó mà nằm dưới thành cơ dưới sau manh tràng ấy thì ở đó nó không có phúc mạc che. Cái rùa thừa nó sưng của cái rùa thừa không thôi, mình nhìn rùa thừa thông qua cái phản ứng phúc mạc, cái phản ứng phúc mạc nó sẽ dày ở đó và mình nhìn rùa thừa rất là dễ. Đó. Còn mình thường tìm rùa thừa khó tại vì sao mình phải tìm mà xung quanh cái mỡ nó không có thay đổi, cái khi mà mỡ nó viêm phản ứng viêm nó rất là dễ, nhưng mà trong phản ứng viêm đó thì nhiều khi cái rùa thừa cũng có cái xoắn mạc, cái mấy cái xoắn của bờ mỡ cũng có, rồi cái viêm của túi thừa cũng có, mình phân biệt đó là cái rùa thừa. Thầy chỉ là cái thùy của gan đó thầy. À. Thôi được cứ tập trước đi đã. Nếu thùy gan thì em cứ ra khám này thì rồi. Thùy thì em sẽ phân ở phần trên thì gồm có những cái gì. Đấy bây giờ mình đặt lên trên này. Rồi đây ba cái tĩnh mạch ở đây. À. Thì mình chỉ việc dở sách ra mình coi thôi. Ba tĩnh mạch ở đây thì là cái từ cái gì ở trên bờ trên này là cái nhánh bên phải nó hơi nằm bên đây đây cái, đó thì mình hơi bên này thì mình thấy được cái tĩnh mạch này gì gan giữa, cái này tĩnh mạch gan phải, gan trái hơi xéo ở đây. Thế vậy ở trên này thì gồm có phía trước này là của gì, của 4A. Phía giữa này của gì? Của 8. Phía sau này của? Của 7. Trên. Trên thì có 2, 4, 8, 7. 2, 4, 8, 7. Hả? Tức là vì ở đây cái 2 nó hơi, nó hơi, mình hơi thấy. Đúng không? Đây, bây giờ mình nhìn qua bên trái. Đó, thì bên trái này là của thằng 2. Hả? 2 trên. Của thằng 3 ở dưới này, của thằng 3. À, ba dưới này trái này, hoặc khi mình cắt trên này thì thằng ba ở dưới này, thằng trên là 2, dưới là 3 khi mình chỉnh qua bên đây, có đúng không? Đó thì khi ở đây đến đây á thì nhá, thế khi mà đến cái khoảng cửa đây, khoảng cửa thì chia làm sao? Đó ở khoảng kia ở cửa thì nó sẽ phân đây, đây khoảng cửa đây. Đó, thì cũng vậy. Đồng 4 dưới mình nếu bẻ được dòng dưới sẽ là 4B. Đúng. Và đến đây vẫn là 8 với 7 ở phía dưới. Phía trước và phía sau. Đó, xuống tới dưới này thì nó sẽ là 3. Vẫn, giữa này vẫn là 4. Đó. Rồi khi mà đến ở túi mật ấy, đến túi mật này. Đó, túi mật sẽ chia là 4 và 5. Phía dưới sau này sẽ là 6. Phía dưới này là 5. Thì xuống dưới là của hai, em nhìn sơ mớ em đi trên từ trên xuống em sẽ biết dần. Còn bên hai em chuyển hẳn gan trái, em sẽ chỉnh trên gan trái là trên là 2, dưới là 3, nhìn như tổn thương mình đưa vào ở đây nào của 4 và 4A 4B, đưa qua đây trên này của nhánh trước sau là của 8 hay của 5, trên là 8 dưới là 5, mà mình đi qua phía dưới này là trên là 7 và dưới là 6. Khi cần nó mình quay qua bên này mình sẽ kiểm tra tốt hơn. À, phía trước thận đây là của 5,
ở phía từ thận đây là của 6 đây rồi. Đó, trên này từ đây đến đây là của 7, ở dưới này là của 6. Nghe kịp không? Đó, khi mình để nó vào đây mình nhìn ra phía sau. NM hả? Giờ là biết rồi. Bây giờ cái thận nằm phía sau, cái gan nó phủ, em chỉ cần em thấy đường ở đây em thấy sao? À, thì từ nhánh trên này là của 7 mà từ nhánh dưới xuống là của 6. Phải không? Ở phía trước đây là của 8 và của 5. À, từ ở túi mật này, cái đường túi mật này, mình ngựa đang ở phía trước, mình nghiêng qua bên này là của 8 và của 5. Mình nghiêng qua bên này là của 4, túi mật bên này là của 4. Túi mật sẽ chia 4 5. Đấy, 4 bên này và 5 bên này. Và xuống là phía 6 này là này, à, phía sau này của 6. Dưới 6 là dưới, phải dưới thận, dưới ngang với thận, gần ngang với thận mới là hướng 6. Trên là của 7. Em ngơ ngơ ngoang ngoang mà em đẩy qua em đã hình dung được rồi. Có khó không? Chị về đọc sách này, biết em cầm cái này để em thấy. Khi ở trên cao là có những cái gì thì em ở tĩnh mạch trên cao đây. Đi từ từ xuống dưới đây. À, và xuống dưới túi mật thì phân chia ra là 4 với 5. Ở phía trước. À, còn bên trái này chỉ có 2 và 3 thôi. À, trên này muốn là phải nhìn qua bên trái trên cái này. À, mình nghiêng từ cái này qua đây. À, bốn an về đọc bốn cũng được, sao bốn trên dưới, nhưng mà còn cái một đâu, đúng không? Đây. Đây cái một đây. Đây là cái một này. Đây này. Đây là cái một này. Mới cái này một này, có tĩnh mạch này, phải phủ trên tĩnh mạch này là của một này. À, cái khoảng cửa phía sau khoảng cửa là của một này. Đấy. À, thấy một không? Một đoạn này này. Một cái tí xíu. Vậy đó. Hoặc là khi mình đi cái này thì nó nằm ở phần trước của tĩnh mạch. Trước tĩnh mạch. Hả? Đó, trước tĩnh mạch với phần từ một ở chút đây thôi. Đó, bình thường nó nhỏ vậy đấy, khi mà sơ gan nó sẽ to dần lên. Nhất là những trường sơ gan đó, bình thường đây. Một rõ này. Đó, đây, một đây. Nguyên này của một đây. Hả? Đó, một này. Đó, hả? Hả? Đó. Thấy không? Thấy giải đen đấy của một. À, đừng nhầm cái tụy ở đây. Nó tụy dưới này này. Nó thì quanh ở, tại sao khi mình chạy dọc quanh đây là những cái hạch nó hay nằm ở khu vực này. Hả? Trước của đờ tĩnh mạch hoặc là trước khi mà trước động mạch. À, hạch bụng.